Xem phim mèo ú ở rạp xong cái, tự nhiên là thèm bánh rán ghê gớm. Mà đấy, nguyên cái văn phòng đều thèm cơ. Không phải búp măng non cũng không được nghỉ hè, nhưng mà vẫn ao ước được một hai cữ bánh như này một ngày. Vừa có cả nhân trà bông hành, lại vừa bánh rán nhân phô mai dưới thêm mật ong, là các phiên bản bánh rán mà mình sẽ làm. Trời ơi, lâu nhất thì chỉ có cái đoạn đánh dầu trứng thôi. Để mà nhanh thì mọi người ra tiệm mua. Nguyên liệu thì đếm trên đầu ngón tay mà hai loại bánh lận nha. Nhớ hồi nhỏ xem phim hay là đọc truyện mèo ú ấy, mình cực kỳ là thắc mắc hương vị bánh rán nha. Nhưng mà hồi đó thì ở quê đâu có bán, làm đủ trò nằng nặc đòi bố mẹ đi mua cho. Rồi mãi mãi sau đi siêu thị mới thấy cái gói bột bánh pha sẵn này này. Và từ đó thèm cái là có thể làm bánh luôn. Chỉ việc pha cái bột bánh rán này với nước, mình căn chuẩn theo cái định lượng nước ở trên bao bì. Đúng một phút thôi là chuẩn bị xong bột bánh rồi. Chưa từng thấy cái loại bánh nào mà nó làm đơn giản như thế này. Thế nên là bữa nay mình mới giở trò làm hai loại nhân khác nhau đó. Nhớ là có làm thì cũng phải chuẩn bị cho mình thêm cái chảo chống dính nữa nha. Và cứ thế là đổ bột đã pha vào thôi. Để cho bánh tròn đều thì mọi người lúc đổ bột đừng bật bếp vội. Nhớ căn mặt bánh thấy màu vàng cánh rán là lật luôn. Cứ lần lượt từng cái như thế là mọi người sẽ có một mẻ bánh rán ngon lành để ăn rồi. Mình đang làm cái bánh trà bông hành thì cái bánh đầu tiên mọi người sẽ cho hành lên một mặt nha. Đến cái bánh thứ hai thì mọi người vẫn làm bình thường, rồi quét dầu trứng và cho trà bông làm nhân bánh, úp hai cái lại với nhau, thế là xong. Dễ nhở, mình làm khoảng 4-5 cái luôn. Xong cái quay ra làm nhân phô mai còn dễ hơn cơ. Làm sẵn một cái bánh để bên ngoài. Cái bánh thứ hai thì đổ bột xong là cho phô mai lên, rồi úp cái bánh bên ngoài vào, đợi chín đều cái thì lật đi lật lại hai mặt cho phô mai cũng chảy luôn ra. Dễ chưa? Mà trời ơi, nhìn cái bánh rán đẹp nhở, y cái bánh rán trong phim luôn. Thế này thì đừng nói trẻ con, đến mình còn thích nữa. Là xong xuôi thì bày biện mang ra ngoài bàn. Bánh nhân phô mai thì mình còn cố tình dưới thêm chút mật ong nữa. Nói chung mình thấy cái bánh rán này là không giới hạn sự sáng tạo luôn ấy, nhân ngọt nhân mặn thì đều hợp á. Giờ thêm cây nến ở trên nữa có khác gì bánh sinh nhật không? Bẻ đôi chiếc bánh trà bông hành cho mọi người xem nhân bên trong này. Chưa gì đã thấy cái lớp bánh nó mềm xốp rồi. Trà bông thì có vị mặn nên là mình cũng cho vừa phải, sợ át đi hương vị của những thứ khác đó. Nói chung thành phẩm hôm nay khá là ưng, và bây giờ là đi mời mọi người cùng ăn chứ mình làm nhiều lắm. Bánh phô mai thì không thể nào mà không chảy rồi. Mình cho lượng phô mai vừa đủ nên là kéo dài cũng là vừa phải, để như vậy khi ăn còn cảm nhận được hương vị bánh tuổi thơ chứ. Phô mai thì béo ngậy rồi, có dính chút mật ong cũng gọi là tăng thêm hương vị thôi. Nếu mà đầu tư hơn về cái bánh phô mai này thì mọi người có thể mua thêm quả mọng ăn cùng, trang trí một hồi là giống hệt cái bánh sinh nhật mang đi tặng được luôn nha. Mà cũng là một ý tưởng hay đấy chứ. Đấy, nhỏ em đồng nghiệp là cũng mê cái bánh phô mai rồi đấy. Kiểu mọi người mà ưa ngọt ý thì có thể lựa chọn làm bánh như này. Vốn dĩ phần bánh thì cũng đã có vị rồi, thế nên kết hợp với phô mai hay là kết hợp với những cái loại khác thì cũng chỉ là để phong phú thêm theo khẩu vị từng người. Mấy chị thì là mê cái bánh mặn đây này, nhân trà bông hành ấy mọi người. Cái sốt dầu trứng thì béo béo, cái lớp trà bông thơm lại còn đậm vị. Chị em mình tầm này là ăn đúng thay bữa xế, giúp no cái bụng luôn chứ không còn là ăn vặt ăn vui nữa. Quay đi quay lại là vẫn mê cái chất bánh mềm, ăn bị dính từ bé đến giờ là chưa gỡ được ra. À, mấy cái bánh này thì cũng là mình cóp nhặt công thức ở trên mạng thôi nha. Vừa dễ làm mà còn ngon nữa. Mọi người làm giống mình cũng được, hoặc không có thể sáng tạo những loại nhân khác.